yếu sinh lý là một bệnh lý khó nói, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới. Là tình trạng dương vật khó cương cứng hoặc chỉ có thể cương cứng được trong thời gian ngắn. Làm mất hứng cuộc yêu yếu sinh lý có thể dẫn đến vô sinh nếu không được điều trị sớm. Một người nam giới bị yếu sinh lý thường có bốn dấu hiện điển hình như giảm ham muốn tình dục dối loạn khả năng cương dương erectile dysfunction quan hệ tình dục không mang đến cảm giác thỏa mãn và cuối cùng là xuất hiện cảm giác đau nhức khi cương dương hoặc khi xuất tinh penium pro là sản phẩm thuộc dòng thực phẩm chức năng hỗ trợ lâu dài cho sức khỏe sinh lý nam giới mặc dù mới ra mắt gần đây nhưng sản phẩm này thực sự đã tạo nên cơn sốt trên thị trường khi sử dụng đúng theo liệu trình thì khả năng sinh lý của các anh cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể do đó các anh em sẽ thấy thăng hoa hơn khi làm chuyện đó và cảm thấy tự tin hơn khi gần gũi bạn tình đây được coi là sản phẩm tâm huyết nhằm cải thiện chất lượng cuộc yêu cũng như cải thiện đáng kể kích thước cậu nhỏ không những mang lại kết quả tốt mà penium pro còn mang lại kết quả lâu dài viên mãn các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và sử dụng hàng ngày về thành phần thì các bạn yên tâm là sản phẩm có thành phần từ các loại dược thảo tự nhiên nên lành tính và không hề gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho người sử dụng Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về viên uống sinh lý nam Penirum Pro. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như viên uống sinh lý nam Penirum Pro giá bao nhiêu tiền? Viên uống sinh lý nam Penirum Pro mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Viên uống sinh lý nam Penirum Pro giá bao nhiêu tiền? thời điểm mới tung ra thị trường viên uống sinh lý nam Penirum Pro có giá lên tới 1 triệu 180 000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 590 000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương. Quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Viên uống sinh lý Nam Penirum Pro mua ở đâu? Bạn nên đặt mua viên uống sinh lý Nam Penirum Pro trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm viên uống sinh lý nam Penirum Pro. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được viên uống sinh lý nam Penirum Pro chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của viên uống sinh lý nam Penirum Pro để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.